Tài Lệnh còn có các tên gọi khác như Cát Sâm, Sâm Nam, Sơn Liên Ngẫu, Đại Lực Thự. Là cây dây leo thân gỗ, lá mọc so le, rễ củ nạc, hoa màu trắng hoặc vàng nhạt, mọc thành chùm kép ở đầu cành hoặc ở nách lá. Cây có hoa từ tháng 6 đến tháng 8, quả chín từ tháng 9 đến tháng 12. Cây sinh trưởng bình thường ở hầu hết các dạng đất. Cây mọc tự nhiên ở rừng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, nơi có lượng mưa từ 1.500 đến 2.500mm trên năm. Nhiệt độ từ 18 đến 34 độ C. Mọc tốt trên đất có độ pH trung tính hoặc hơi kiềm. Tài Lệnh được gọi như là một vị thuốc bổ mát, do đó mới có tên sâm. Bộ phận chủ yếu để làm dược liệu là rễ, củ. Công dụng của Tài Lệnh thường dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, dùng riêng hoặc kết hợp với nhiều vị thuốc khác dưới dạng sắc. Quý vị và bà con thân mến, cây Tài Lệch hay còn gọi là cây cát sâm là một cây mọc tự nhiên ở rừng núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay thì giống cây này cũng đã được người dân phát triển và nhân rộng. Để giúp cho quý vị và bà con có thể hiểu thêm về kỹ thuật trồng cây Tài Lệch, trong chương trình khoa giáo ngày hôm nay chúng tôi có mời tới Thạc sĩ Trang Thư, hiện đang công tác tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh, sẽ chia sẻ cho quý vị và bà con về vấn đề này. Vâng, xin chào Thạc sĩ Trang Thư. Xin chào chị Hồng Phương ạ. Xin chào quý vị và bà con ạ. Vâng, thưa chị, để bắt tay vào trồng cây Tài Lệch thì bà con sẽ cần phải chuẩn bị những gì ạ? Để nhân giống cây Tài Lệch thì chúng ta sẽ thường sử dụng hai phương pháp, đó chính là gieo hạt và dâm hoa. Sau đây thì tôi xin hướng dẫn đến quý vị và bà con cái quy trình nhân giống cây Tài Lệch bằng phương pháp gieo hạt. Thông thường thì chúng ta sẽ tiến hành thu hái quả của cây Tài Lệch vào thời điểm tháng 11 khi quả chín. Quả của cây Tài Lệch là một cái loại quả mà thuộc họ đậu. Do đó khi xanh thì sẽ có hình thái là quả phồng, vỏ nhẵn và có màu xanh. Khi mà quả chín thì sẽ chuyển thành màu vàng nâu và vỏ sẽ nhẵn hơn là cái thời điểm quả xanh. Đối với cái thời điểm mà chúng ta phơi khô ấy thì quả Tài Lệch sẽ chuyển thành màu đen và có cái hiện tượng là tách hạt. Hạt của cây Tài Lệch chứa rất nhiều dinh dưỡng, do đó là dễ dẫn đến hiện tượng là thối hỏng. Chúng tôi khuyến cáo đến quý vị và bà con là chúng ta sẽ gieo hạt ngay sau khi chúng ta đã thu hái. Nếu mà chúng ta không có điều kiện để gieo hạt ngay thì chúng ta sẽ mang ra để phơi khô hoặc là sấy khô. Đồng thời thì bà con cũng cần phải bảo quản cái hạt của cái cây Tài Lệch này ở trong cái lọ thủy tinh có màu sẫm hoặc là tối màu, cũng như là phải bảo quản để kín, để không để cho không khí cũng như là độ ẩm vào làm ảnh hưởng đến chất lượng của cái hạt cây Tài Lệch. Hiện tại trên tay tôi là một cây Tài Lệch đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Tiêu chuẩn của cây Tài Lệch thì bà con cần lưu ý là chúng ta sẽ lựa chọn những cây giống có độ tuổi là từ 4 đến 6 tháng tuổi và chiều cao của cây thì sẽ đạt từ 25 đến 30 cm. Đồng thời với đó là đường kính cổ rễ sẽ đạt từ 0,25 đến 0,3 cm. Cây không có hiện tượng bị vỡ bầu. Ngoài ra thì bà con cũng cần phải chú ý lựa chọn cái hình thái của cây Tài Lệch, sẽ không lựa chọn những cái cây mà bị cụt ngọn, bị dập nát hoặc là có cái hiện tượng xuất hiện sâu bệnh hại ở trên cây giống ạ. Thưa chị, sau khi mà chúng ta lựa chọn giống xong thì sẽ tiến hành làm đất và bón phân như thế nào? Đối với cái loại cây Tài Lệch thì sẽ thích hợp với những cái vùng vực trung du hoặc là đồi núi có độ cao là từ 200 đến 600 mét so với mực nước biển và có độ dốc từ 15 độ. Để lựa chọn cái khu vực trồng phù hợp thì chúng ta sẽ lựa chọn những nơi mà có chất đất ẩm, có độ tơi xốp và cũng như là có khả năng thoát nước tốt. Sau đây tôi xin hướng dẫn đến quý vị và bà con kỹ thuật làm đất và bón phân. Đối với làm đất thì chúng ta sẽ tiến hành làm đất cục bộ. Chúng ta sẽ phải dọn dẹp và đưa hết những cái cỏ dại cũng như là rác hại ra khỏi khu vực trồng. Cùng với đó thì chúng ta sẽ tiến hành cuốc hố với kích thước chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều sâu là 40 x 40 x 40 cm. Đồng thời thì cần phải lưu ý là cuốc hố theo hàng và sẽ phải cuốc hố với cự ni hàng cách hàng từ 2 đến 2,5m và cây cách cây là khoảng cách là 1m. Đối với việc bón lót thì chúng ta sẽ sử dụng cái lượng phân là từ 3 đến 5 kg phân chuồng hoai mục
Kết hợp cùng với đó sẽ bón bổ sung thêm 0,2 kg phân NPK và 0,5 kg phân hữu cơ vi sinh trên một hố. Chúng ta sẽ tiến hành kết hợp bón nót và lấp hố. Bà con lưu ý là chúng ta sẽ làm cái việc này trước khi trồng cây từ 8 đến 10 ngày. Bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con cái kỹ thuật mà để lấp hố cũng như là bón nót ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cuốc cái phần đất mặt đến 1/2 chiều sâu của hố. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ bỏ phân vào đây và tiếp tục lấp đất đến chiều sâu là 2/3 hố. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đảo phân và đất ở trong hố. Sau khi đã đảo đều thì chúng ta sẽ bắt đầu lấp đầy hố. Sử dụng, bà con lưu ý là nên sử dụng cái phần đất mặt để lấp cái đầy cái miệng hố này. Khi lấp đất ở trên miệng hố, nếu mà phát hiện ra những cái cỏ dại hoặc là rễ cây thì chúng ta sẽ vứt bỏ nó đi. Và những cái phần đất mà nó thô và nó to thì chúng ta sẽ phải làm nhỏ nó ra. Lấp hố thành hình mu rùa và cao tầm 5 cm ạ, để sau này tránh cái hiện tượng là bị cây bị ngập úng, khó thoát nước. Chị Thư này, sau khi mà chúng ta tiến hành bón lót cho đất rồi thì sẽ phải chờ từ 8 đến 10 ngày. Vậy thì cái việc làm này nó có ý nghĩa tác dụng như thế nào? Đối với cái kỹ thuật trồng cây tài lộc thì việc xử lý đất là một khâu rất là quan trọng. Tại sao mà chúng ta phải để cái khoảng thời gian từ 8 đến 10 ngày trước khi trồng? Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì sẽ giúp cho đất có thời gian nghỉ, cũng như là có thể tiêu diệt được những cái mầm mống sâu bệnh hại, cũng như là sinh vật gây hại trong đất, để giúp trong cái quá trình mà chúng ta trồng sau này, giúp cây có thể hút được tối đa cái lượng nước cũng như là chất dinh dưỡng nhằm sinh trưởng và phát triển cây. Về thời vụ trồng thì sẽ có 2 vụ trồng cây ở trong năm. Vụ xuân hè sẽ được xác định là vụ trồng chính, được trồng vào thời điểm là từ tháng 2 đến tháng 5. Vụ thu là vụ trồng phụ, sẽ được trồng từ tháng 8 đến tháng 9. Bà con cần lưu ý về mật độ trồng. Mật độ trồng của cây tài lộc sẽ rơi vào từ 4.000 đến 5.000 cây trên 1 hecta, tương đương với khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây như sau. Đối với mật độ là 4.000 cây trên 1 hecta thì chúng ta sẽ trồng với mật độ hàng cách hàng là 2,5 m, cây cách cây là 1 m. Đối với mật độ cây là 5.000 cây trên 1 hecta thì chúng ta sẽ trồng cây với khoảng cách hàng là 2 m và cây cách cây sẽ là 1 m. Cây giống đạt tiêu chuẩn sẽ được vận chuyển ra khỏi vườn ươm để đem đi trồng. Trong quá trình vận chuyển thì quý vị và bà con cần phải bảo quản làm sao mà tránh không để xảy ra cái hiện tượng là đứt rễ, gãy thân, gãy ngọn, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sau này. Và bà con cũng cần phải lưu ý một điểm là đối với những cái ngày mà chúng ta mang cây đi trồng thì chúng ta nên chọn lựa những cái ngày mà râm hoặc là nắng nhẹ, tránh những cái ngày mưa râm hoặc là nắng gắt sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống cũng như là chất lượng của cây. Tiếp theo thì tôi xin hướng dẫn đến quý vị và bà con kỹ thuật trồng cây. Trước tiên thì chúng ta phải dùng cuốc hoặc là dùng bay moi một hố ở giữa. Cái hố này thì sẽ có chiều sâu so với bầu là từ 2 đến 3 cm. Sau khi đã tạo cái hố ở giữa như này thì chúng ta sẽ tiến hành xé vỏ bầu. Chúng ta cần lưu ý là trong cái quá trình mà xé vỏ bầu ấy thì sẽ không được làm vỡ bầu. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào hố, tháo vỏ bầu ra. Sau đó thì sẽ tiến hành lấp hố.
lấp kín cái cổ rễ này. Sau đó thì sẽ dùng tay ấn chặt cái phần đất xung quanh. Sau khi trồng cây từ 8 đến 10 ngày thì phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ sống để trồng rậm. Bà con lưu ý đối với cây trồng rậm thì cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như đối với cây trồng chính. Việc trồng rậm thì phải tiến hành làm 2 đến 3 đợt nhưng mà không kéo dài quá 1 tháng và phải đảm bảo tỷ lệ sống đạt trên 90%. Kỹ thuật chăm sóc thì chúng ta sẽ sử dụng thảm mục hoặc là rơm rạ để phủ kín lên miệng hố. Cái mục đích của cái việc này là giữ ẩm cũng như là hạn chế cỏ dại. Và khi cây đã vươn cao thì chúng ta sẽ cắm cây hoặc là làm giá đỡ cho cây và để cho cây có cái khoảng không để leo ạ. Cùng với đó thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi cái tình trạng là sâu bệnh hại cũng như là phòng chống gia súc phá hoại cây trồng. Đối với cây tại lạch thì chúng ta sẽ chăm sóc trong vòng 2 năm liền và mỗi năm thì sẽ tiến hành chăm sóc 2 lần. Lần thứ nhất thì chúng ta sẽ bón thuốc vào thời điểm trước khi ra hoa là vào khoảng tháng 4 đến tháng 6. Lần thứ hai thì sẽ bón sau khi ra hoa rơi vào tháng 10, tháng 11 hàng năm. Cái việc bón thuốc đấy thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với làm cỏ vun gốc rộng với cái khoảng cách là từ 0,8 đến 1 mét. Và cái lượng phân sử dụng cho bón thúc thì sẽ sử dụng 0,2 kg phân NPK. Sau đây tôi xin hướng dẫn đến quý vị và bà con quy trình thu hoạch cây tài lạch. Sau khi trồng từ 4 năm thì chúng ta đã có thể bắt đầu thu hoạch. Tuy nhiên, để cho cây đạt được cái năng suất cũng như là chất lượng củ tốt nhất thì nên tiến hành thu hoạch sau khi trồng vào thời gian là từ 5 đến 7 năm. Và chúng ta nên chọn thời điểm thu hoạch vào tháng 11 và tháng 12 trong năm. Khi thu hoạch thì chúng ta sẽ tiến hành là phát lá cũng như là chặt bỏ những cái cành cây này. Sau khi chúng ta đã tiến hành cắt bỏ hết những cái thân cây cũng như là lá của cây thì chúng ta sẽ đào củ. Đào củ xong thì chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch. Đồng thời với đó thì sẽ cắt bỏ hết những cái phần rễ con, rễ phụ và phơi từ 1 đến 2 ngày để cho củ héo. Để tiện cho cái việc bảo quản và chế biến thì chúng ta sẽ phân loại củ. Để bảo quản thì chúng ta có thể sử dụng hai phương pháp, đó là phơi hoặc sấy khô đến khi độ ẩm sẽ đạt từ 12 đến 15%. Đối với quy trình chế biến, hiện nay đối với dược liệu nói chung và cây tài lạch nói riêng thì sẽ được rửa sạch bằng nước ozone, sau đó sẽ cho vào sấy ngay, đặc biệt là không xông diêm sinh. Đối với cách chế biến này thì sẽ giúp cho dược liệu được khô cứng cũng như là giữ màu sắc tự nhiên. Về cách dùng thì chúng ta có thể dùng cây tài lạch dưới hình thức là tươi hoặc là dạng khô. Cây tài lạch thì sẽ có tác dụng là chữa đau lưng, đau xương, thấp khớp, bồi bổ sức khỏe cho người mới ốm dậy hoặc là đối với những cái phụ nữ sau sinh. Thưa quý vị và bà con, với những thông tin mà Thạc sĩ Trang Thư đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh vừa chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị và bà con đã có những thông tin vô cùng bổ ích về kỹ thuật trồng cây tài lạch hay còn gọi là cây cắt sâm. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình khoa giáo kỳ này cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con.